Con gì kìa bạn? Wow. Wow. Ôi. Wow. Wow. Ôi. Ôi 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 ôi. Ôi ôi. Sao nó quất một cái mình là chết liền luôn. Wow, một ngày bơi trên biển khơi. Quá đẹp. Và mình sẽ qua mình thăm con chicken wood của mình. Rồi con gì bên kia vậy? Con skeleton mày. Chicken wood khỏe không em? Mình mới xây thêm tường nữa bạn, để nó bị hóng lát nữa mất công lắm. Và chưa đẻ nữa bạn. Nên làm cái này cho nó bạn ơi. Wooden billboard nữa, unlock. Không phải. Được, mình sẽ làm một thử cái spear, stone spear nha bạn. Đây là một vũ khí trong đây nè bạn, hợp lý. Đây, vũ khí. Ngon. Rồi, con này bị gì ta? Chạy một vòng em. Trời ơi, không hụt nữa chứ. Trời ơi, chạy. Bố láo. À, cái này để phi thôi nha bạn, không thể đâm được. Cái này chắc mấy bạn nói mấy thứ mà mấy bạn biết không à, lúc nãy. Mày chết. Ngon. Mình có vài cái thang để mình tận dụng hết luôn các bạn ơi. Mình sẽ để lên bên đây nha. Đây. Ở đây hợp lý hơn. Vài cái thang. Quá ngon. Mình sẽ làm cho cái sừng nó kiểu như là nó đều đều xíu bạn. Cái sừng nó không có đều lắm. Đấy. Ok chưa? Ngon. Một đi mai sắt các bạn. Hôm nay mình chủ yếu mình sẽ tìm sắt cho bạn. Ơi, quên ăn. Máy đang đói lắm rồi. Không nha. Này chín chưa ta? Rồi chín rồi, chín rồi. Rồi cái nữa là ok luôn. Ok. Đây mình chỉ phát hiện ra một cái rất là vui các bạn. Cái map. Quá ngầu luôn, mình cực kỳ thích cái map này trong đây luôn nha. Cực kỳ thích. Thích vãi cực ra luôn. Mình sẽ đi mai sắt và làm một vài thứ như nông trại trước đó bạn. Có cái hang nè. Mình chưa có đuốc nữa. Vô kiếm xung quanh này là sắt ngon. Hang này khá rộng nha các bạn. Sao nha. Này sắt đúng không? Ngon. Trời ơi, đi mà gặp mấy cục sắt này chắc vui phải cứt ra luôn. Đây, cái này là gì ấy nha? Cát hả? Ok. Đây, thang. Thang mọi người. Mình sẽ tập này mình sẽ lên thời kỳ đồ sắt luôn và xây một vài thứ rồi kết thúc tập bạn. Đi, mình sẽ đi tiếp, chủ yếu mình là sắt không phải là thang mà. Cái đạo mới đi chứ. Rồi, thang gì mình nhiều như con cờ hót. Cái này là một cái hang động kết nối ra khá là dài. Mình chưa không có cần cụ bạn ơi. Chưa có cần thịt cho lắm. Bình. Đã có hạt giống potato rồi nha bạn. Mình có thể trồng potato. Nếu mình bỏ lỡ sắt khúc này mấy bạn nhớ chỉ mình nha. Chứ tối mà chả thấy luôn. Đủ. Thang. Ủa cái này hang rộng lắm các bạn à. Ui. Đi cái không có. Không có đuốc nữa. Thôi để mình chế tạo đuốc bạn. Đây, mình sẽ được gì vậy? Nước. Cái gì kia? Cái này là gì á? Cấu trúc gì kỳ lạ vậy? Rồi. Con gì kia? Thôi. Sợ nha. Ui. Con này con nhện hả? Nhìn dơ vậy. Cái spear của mình đâu rồi nha. Đây nè. Mẹ nhìn dơ vậy. Ôi dồi. Lụm lại cái spirit của mình chứ. Ui. Đúng. Đâu rồi. Cút. Sắp chết rồi bạn. Ôi ôi. Chết chui luôn. Mẹ cứ đừng hú hú nha, sợ nha. Không muốn chết, ok ta, em muốn chết.
Người ta không biết tao điên nào á, đừng hù tao. Kìa, đây sắp luôn nè, ngon nha. Hết thức ăn rồi các bạn ơi, mình không nỡ thì mình không có nỡ ăn cái khoai lang các bạn ơi, khoai tây chứ nhầm. Đây sắp luôn nè, đào gãy cúp về các bạn ơi. Để coi mình có tìm ra được cái cấu trúc đó không bạn. Sắc 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 sắc. Yep. Ôi. Nó quất mình một cái mình chết bạn ơi. Mẹ cứ tưởng nó quất mình các bạn. Không mẹ nó. Đi lố là không có đường về luôn nha bạn. Nó sắp chết đói rồi. Mà đào nốt cái này về các bạn ơi. Đào nốt cái này tìm đường về. Bạn ơi, mà đào thế thì đào lên trên thôi các bạn. Cầu may coi, có không? Như lên được tới mặt đất cầu cho là vậy. Yes. Lên được rồi. No man. Thấy biết mình đang ở đâu luôn mày ơi. Hay xử đẹp mấy gà nè tính mày. Rồi về. Mình nhớ mới bị. No. Rồi ai đặt cái cục này ngu thế nhỉ? Gì cục gì thấy ngu rồi. Không biết mình còn thức ăn nha. Hết rồi. Gà. Cần gà. Chicken ơi, mau ra đây. Đây. Hết đục. Bóng chết mẹ nữa. Sang gà nè. Mày đâu? Đứng yêu ơi. Phi cái là thịt mày giờ. Đứng im. Đứng im. Ngon. Raw chicken wood của tao đâu. Mày sẽ không được đụng tới ăn chicken wood của tao. Khỏe không? Sao nó vẫn chưa đẻ nữa các bạn? Kì vậy. Đóng cửa lại. Được. Mình sẽ than. Ngon, bỏ vô hết luôn. Ấy, có thức ăn liền. À, đây mình sẽ đi săn một chút xíu chưa cơ đó. Đây mình có tìm ra một cái hồ lava nữa các bạn. Sợ với cứt ra luôn á. Điệt mẹ. Trời ơi, nhìn không muốn giết luôn nhưng mà phải giết thôi. Chạy phèo. Phèo. Yes. Tao cần cái cây spirit để tao giết chết con đĩ này coi. Các bạn ơi, chuẩn chưa cái cây spirit. Sợ vậy. Nó cứ dí theo mình các bạn. Thôi à. Hay spirit của mình đây các bạn. Nhảy cái gì. Con này trâu quá, không chơi. Anh trâu quá em đâu chơi đâu nha. Anh trâu quá em đâu chơi anh đâu. Đủ chết nữa. Đặc biệt của cái con đó là bạn phải đi chậm, thật là chậm bạn. Và con này đĩ này hay ăn gà lắm bạn. Mày nhìn mà, nãy giờ mình vô mình lụm 2-3 lần mà nó đưa cho mình 10 cái đùi gà. Trời ơi, ăn kiểu này phê. Mở đó, nhất là mấy con đó phải bạn phải đi chậm. Tại mình mới vô mình không biết bạn chạy như con đứa điên vậy. Nó chơi mình chết luôn bạn. Biết sẻn hả, mình sẽ lấy đất trên đây bạn. Đây, lấy đất trên đây cái đó. À lại là làm cái đường các bạn. Tập vô cái làm cái đường. Má xuất hiện đâu rồi hết rồi không mày?
Ok. Ăn 100 đi ngủ mới ngon. Sáng dậy rồi, tiếp tục làm việc thôi. Ý, đâu đi thang đâu. Biết cái công trình này làm bao lâu nữa. Có vẻ chắc đủ rồi bạn ơi. Có một cái cát này nó làm được không nhỉ? Cái này như đấu đào được đúng không? Ôi, chết bà. Đúng rồi. Đây nè, đây mới đúng là cái gì mình đang suy nghĩ nào bạn. Đây mới đúng. Đây. Làm tới đâu thôi ta? Đây mình sẽ làm tới đây thôi để mình chừa bãi biển lại nữa bạn ơi. Mình phải còn chừa bãi biển lại nữa. Đấy, làm một xíu vô đây một xíu nữa. Làm kiểu tự nhiên luôn, không đụng phá hay chả được rồi nè. Vậy ổn ta? Mới có ổn nữa. Chắc ổn. Perfect. Cái này để đây được rồi. Không, cái này không để đây thì cũng được các bạn ơi. Đây. Đào. Cái sắt đúng không? Ok. Hai cái này. Đó, để tạm thời là vậy. Rồi đường. Ít thôi bạn, tại mình không có nhiều hạt giống bạn. Bạn hiểu không? Mình sẽ đào ít thôi. Vừa. Cát rồi. Vẫn còn bãi biển nha bạn. Mình sẽ chừa một bãi biển thật là ngầu. Mình có thể làm bãi biển nhân tạo mà đâu có gì đâu bình thường bạn ơi. Công trình kiến trúc không được vĩ đại cho lắm. Mình nghĩ là vậy. Đấy. Mình sẽ làm một cái gọi là cái hàng rào. Đây hàng rào đây. Được 4 cái thôi. Để mình để cái xung quanh này cái này nè các bạn ơi. Đấy. Đấy. Này thảm cỏ xanh mướt. Mới đầu là vậy đó các bạn. Đấy, thiếu rồi bạn ơi. Bên đây. Úi, đặt lộn rồi. Đấy chứ. Đấy, quá ngon và ngầu luôn. Nó gọi là nhiều vải. Đấy, xong rồi mình sẽ làm ruộng. Làm ruộng. Mình sẽ làm một cái gọi là cái thuyền trước các bạn, cái thuyền. Đấy, cái thuyền. Đâu đâu nha. Đấy, mình rất là thích thuyền. Thuyền hả thì mình sẽ đặt trước cái nhà của mình các bạn ơi. Đây. Mình sẽ cắm một cái cọc. Cọc đâu nha. Cọc đây đi nha. Ở nhà thì mình không đi qua được. Nên mình sẽ sử dụng cái cát này. Đây. Đừng có đi ra xa như vậy chứ hả. Cắm vô. Dây thì mình không biết. Dây thì mình không biết làm sao. Đây mình sẽ làm. Mình sẽ làm một cái ghế để mình ngồi bạn ơi. Đây. Ghế ở đây. Đây. Đấy, tuy là một mình nhưng mà mình thích ngồi ba người các bạn. Mình sẽ đặt một hai cái ghế nó ở đây các bạn. Ghế nó ở đây. Ai muốn ngồi ngắm cảnh thì ngồi nha các bạn. Đấy. Quá đỉu luôn. Khá là đơn giản nhưng mà nó cực kỳ cầu kỳ và lạ mắt. Theo mình là vậy. Mình sẽ khai thác một ít gỗ các bạn. Đấy. Các bạn nào hợp lý nha. Cái này không có cái mỏng nha ta. Chứ bên Minecraft bên kia có cái mỏng bạn ơi. Hai cái. Mình cần hai cái. Mới mình làm 36 cái chi vậy, làm chi nhiều vậy. Đây. Trời ơi. Thôi cũng được, đứng lên mà đúng không? Mà đứng lên mà. Thôi nhìn gớm xấu quá.
Mình có ý tưởng khác bạn, mình có ý tưởng khác. Mình có bếp lửa, hai cái bếp lửa. Đấy, trời ơi, quá dữ, quá dữ. Hai cái bếp lửa cũng ổn mà đúng không? Đấy, trời ơi, sưởi ấm luôn. Sưởi teo luôn. Đấy. Làm kiểu cho vui. Ok. Sẽ leo mình làm ruộng bạn. Vô, làm ruộng. Vô làm ruộng, vô làm ruộng, vô làm ruộng. Phật. Phật, phật. Và mình cũng cần khá là nhiều hạt giống nha các bạn. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy, đấy. Cổ, cổ, đây. Một cây đã thu hoạch được. Đấy. Mình đã có wheat seed nữa nè các bạn. Trồng tiếp. Trồng lại được có cây cũng cũng gì quá. Để cắm vài cái đuốc cho đẹp nữa bạn ơi. Nhà mình thì có thuyền nè, ngon. Thuyền ghe đồ. Trời, trồng được luôn nha, trồng được luôn nha, trồng được luôn nha. Cái đuốc luôn nha. Đây 25 cây nè bạn. 25 cây. Mình lại không dùng hả? Mẹ hơi cao. Hơi cao, hơi cao. Đây. Kiểu truyền thống của những ngôi làng bạn. Đây. Bốn phương mười phía sẽ gấp đôi. Trời ơi, quá đẹp luôn bạn ơi. Bạn cứ nghĩ đây trồng cây ngoài đây nè, bạn nhìn ra nhìn ngắm. Trời ơi. Đây là kiểu như chỗ ngai vàng nè bạn, để mình gắn vô xem thử có đẹp không. Đấy. Coi nhìn dơ quá. Đó. Đây nó có tụ. Nó khỏi nha bạn. Yes. Đấy. Đâu rồi, mình sẽ. Đây. Đây khá là tối nên mình sẽ cho nó cái cây nó cọc ở trên cát cho đẹp bạn. Đấy. Sáng lên đi nào. Chỗ này sẽ sáng lên bạn ơi. Đấy. Quá ngầu, quá ngầu, quá ngầu, quá ngầu, quá ngầu, quá ngầu, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Cho đây thêm một cây trên cát nữa mới đẹp luôn nữa bạn. Một cây trên cát nữa đẹp. Đấy. 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 Ok. Trời ơi. Nó gọi là được các bạn ơi. Ok, tập này mình chơi đây thôi. Nếu bạn thích video này hãy để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Ngoài ra chia sẻ để tạo lực làm cho mình làm tiếp video tiếp theo. Và tập 6 bạn có thể thấy là cái khu vườn này nó sẽ kiểu như là nó thay đổi một chút xíu, với lại mình thêm cát vô. Thêm cát vô bạn, và đặc biệt mình sẽ phủ xanh cái chỗ vườn của mình. Nếu bạn thấy cái vườn hình như nhỏ, hơi nhỏ nha. Đúng không? Vườn mình cũng hơi nhỏ, bên đây là dừa nè, bên kia hơi nhỏ nè. Có cát còn cát không?